Lễ Thanh Xuân xuất hàng dễ thương phẩm cho khách hàng. Từ sáng bây giờ là mấy tiếng rồi, đang rảnh rỗi một chút thì quay cho bà con xem các cái hộp dế và cách xếp dế. Đấy, bà con sau này bán dế cấp đông cho trại Thanh Xuân thì bà con xếp cứ hộp úp rồi hộp nửa, hộp úp hộp nửa thì nó sẽ được rất là nhiều. Đấy, kín hộp rất là nhiều. Để hộp giữa úp vào hộp sau này ở đây đã nó cũng khít. Cách xếp chiều nay sẽ gửi trứng dế cho bác ở Bình Thuận, gói 50 triệu nằm đông lạnh. Sau này bác làm bác cũng đóng hộp như thế này, bác cũng xếp vào thùng như thế này để gửi ra trại Thanh Xuân. Bác Bình Thuận thì làm không, các bác để trong tủ đá đồ 3-4 ngày cho nó đóng đá thật cứng rồi xong mình xếp vào hộp xốp như thế này thì đi có thể tối đa là được 3 ngày. Đấy, trong trường hợp xe cộ nó có hỏng hóc thì nó còn giữ được cái độ ổn định của hộp hàng. Chứ nếu mà bác vừa làm xong thì bác chưa được gửi đi luôn. Bác cứ để cho khoảng 3-4 hôm cho nó đóng đá rồi các bác gửi đi. Trại dế Thanh Xuân cũng đang rất cần nhiều bà con nuôi dế cho trại. Vì cái nguồn hàng nguồn đầu ra giờ rất lớn, nhu cầu rất cao. Trong website trại có đề rõ các cái gói thu mua rồi hợp đồng giá cả. Trại Thanh Xuân cam kết làm đúng hợp đồng đã ký đã đóng dấu, không làm sai. Khi đã có hợp đồng ký đóng dấu rồi thì nó là cái bằng chứng thì không ai có thể làm sai được. Bên bán cũng như bên mua thì phải thực hiện đúng theo hợp đồng. Đấy, như một cái thùng nhỡ như thế này thì cũng có thể đóng được trên 40 cân. Mà thùng cao hơn có thể đóng được 6-70 cân. Còn nhìn các cái cách xếp thì nó không hở, cái khe rộng ra thì nó sẽ giữ được cái độ lạnh rất là lâu. Đã đổ. Ngân hàng nông nghiệp mà anh. Em nhắn cho anh cái tin trong đấy nó có ghi đủ Agribank đấy anh. Anh ngồi ở ngân hàng nông nghiệp anh cửa hàng về theo. Vâng, thì đúng ngân hàng đấy, tiền nó sang ngay mà. Ok anh, vâng. Khách hàng gọi điện để chuyển tiền, mua gói trứng 6 triệu. Mình xếp không để những khoảng trống nó thừa ra thì nó như là một cái tủ lạnh, nó không bị không khí nó sẽ giữ được độ lạnh rất lâu. Để biết thông tin chi tiết thì bà con truy cập website trang trại thanh sơn.com và trong đó bà con sẽ tìm hiểu, nó có đầy đủ các mục để cho bà con tìm hiểu. Sau khi xem kỹ trong đó cần tư vấn hay thắc mắc vấn đề gì xin mời gọi trại Thanh Xuân để trại giải thích và tư vấn. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Kính chào bà con.